Thúy nga bị bạn cũ tố cướp vai diễn, tôi ước đến tận ngày hôm nay. Từ đó về sau mỗi lần lên lớp mặt Thúy nga chảy, không thèm trả lời tôi và không trả vai. Ca sĩ Hà Ngọc Nhung chia sẻ. Mới đây tại chương trình Nhà có khách, xanh hài Thúy Nga đã có dịp gặp lại người bạn cũ từng học chung lớp tại trường sân khấu điện ảnh là ca sĩ Hà Ngọc Nhung. Tại buổi gặp gỡ này, ca sĩ Hà Ngọc Nhung lần đầu bóc mẹ Thúy Nga. Có một câu chuyện này, tôi phải xin lỗi Thúy Nga với mọi người khi kể ra. Có Việt Hương, Cao Minh Đạt chứng kiến, tới hôm nay tôi còn ức. Ngày đó Việt Hương có một vở diễn là vở chân diện. Vở đó rất hay, diễn thành công trong lớp chúng tôi ngày ấy, Tôi, Việt Hương và Cao Minh Đạt đem vở đó lên diễn tại nhà văn hóa quận 10 suốt một tháng, diễn vào tối thứ sáu, thứ bảy. Tuần ấy tôi về thăm gia đình nên nhờ Thúy Nga đóng hổ vai diễn của mình trong vở đó. Tới khi về Sài Gòn, tôi bảo Thúy Nga trả lại vai diễn cho mình, nhưng Thúy Nga lờ đi luôn. Từ đó về sau mỗi lần lên lớp, mặt Thúy Nga chảnh, không thèm trả lời tôi và không trả vai. Tôi ước đến tận ngày hôm nay. Tôi ức quá, liền đi nói với Việt Hương. Việt Hương bảo, Bây giờ hai đứa bay tử xử đi, chứ tao biết nói sao bây giờ. Tôi đành chịu thiệt vì không nói lớn được, đang để Thúy Nga cướp vai của mình, lấy vai diễn đó để đi diễn. Tôi nhớ lúc đó, Thúy Nga còn bảo tôi đi... Tôi nhớ lúc đó, Thúy Nga còn bảo tôi đi hát đi, để vai đó cho Thúy Nga diễn. Nhưng đây chỉ là câu chuyện vui thôi vì nó qua mấy chục năm rồi. Dù sao tôi cũng phải công nhận rằng Thúy Nga diễn vai đó rất hợp. Vài đó đúng là sinh ra cho Thúy Nga diễn hợp hơn tôi, diễn xong khán giả cười dữ lắm. Thúy Nga luôn mang tiếng cười đến cho mọi người, còn tôi thì u sầu quá, diễn không hợp. Thúy Nga nghe vậy phải thốt lên. Có chuyện đó thật à? Chẳng lẽ thời đó tôi ăn cướp dữ vậy? Có thể lúc đó Hà Ngọc Nhung gần đi Mỹ rồi, tôi nghĩ không cần diễn vài đó nữa nên đam mê quá giật luôn. Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy chỗ đó bảo tôi là Hà Ngọc Nhung bận đi hát quá nên cắt vài đó sang cho tôi, bảo tôi diễn luôn đi, chứ tôi đâu có tàn ác dữ vậy. Tôi quá mê nghề nên giành giật vai diễn của bạn luôn. Tiếp đó, Hà Ngọc Nhung chia sẻ thêm. Ngày xưa tôi thi vào trường sân khấu điện ảnh là do hên mới được đầu, vì thực ra tôi chỉ mê hát và biết hát thôi, chứ không giỏi diễn xuất. Mỗi lần trả bài cho thầy, tôi không kiếm ra được kịch bản để dừng. Cứ mượn được ai thì mượn, rồi lên trả bài cho thầy. Đó là một khó khăn vô tận đối với tôi khi ấy.